Kiện Hành xin chính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sản phẩm của Hoco nhé. Tai nghe Hoco Bluetooth Hoco E1 kết nối không dây. Thì sản phẩm có hai màu, màu đen và màu trắng các bạn nhé. Thì hộp sản phẩm rất là cứng cáp và chắc chắn các bạn này. Đây là cái màu trắng các bạn nhé. Tai nghe là tai nghe một bên cái nhé các bạn nhé, tức là một bên tai nghe thôi. Thì thông tin thông số kỹ thuật nó thì là cái đặc điểm ấy, Bluetooth V4.1 hỗ trợ giao thức tai nghe rảnh tay, phạm vi truyền bắt thì khoảng 10 mét các bạn nhé, tần số là 2.4 GHz, sạc điện áp 5V, thời gian sạc thì khoảng 1,5 giờ và thời gian nói chuyện thì hơn 4 giờ. Đấy, âm nhạc thì nếu thời gian nghe nhạc các bạn thì khoảng hơn 3 giờ nhé. Thời gian chờ thì trên máy là không sử dụng ấy thì là khoảng 5 giờ. Thì nó có hỗ trợ hiển thị số lượng về về thông số ấy. Hỗ trợ chức năng kết nối đa điểm, kết nối hai điện thoại di động cùng một lúc này. Bốn loại ngoại ngữ này, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, mặc định là tiếng Anh các bạn nhé. Có thể nhận diện thông minh bằng giọng nói, báo cáo số lượng, chế độ chờ thông minh. Đấy thì đây là một cái tai nghe đấy, rất hay cho những người nào đi xe mà đôi khi ô tô ấy, hoặc là công việc các bạn. Mình có thể dùng một tai để qua lắng nghe còi xe đi đường và một tai thì mình vẫn có thể là làm việc và đàm thoại được bình thường. Thì nó có hai màu đen và trắng các bạn nhé, hàng chính hãng. Cảm ơn các bạn nhé.